các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài tập về khối lượng riêng và trọng lượng riêng. Trước khi đi tìm hiểu một số bài tập về khối lượng riêng và trọng lượng riêng, chúng ta cần nắm được một số kiến thức liên quan đến phần này. Đầu tiên, chúng ta nắm được khái niệm về trọng lực. Vậy thì trọng lực là gì? Trọng lực nó là lực hút của trái đất tác dụng lên một vật, người ta gọi đó là trọng lực. Và trọng lực thì được ký hiệu chữ P. Trọng lực nó lại có phương thẳng đứng và chiều hướng về phía trái đất. Và đơn vị trọng lực là Newton, ký hiệu chữ N. Cường độ trọng lực hay còn gọi là độ lớn của trọng lực thì người ta gọi nó là trọng lượng của vật. Và mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng bằng công thức là P bằng M, 10 nhân M. Trong đó thì M là khối lượng, có đơn vị là kg. Nếu đơn vị là gam hoặc tấn tạ yến thì chúng ta đổi thành đơn vị là kg. Còn P là trọng lượng thì có đơn vị là Newton. Như vậy chúng ta nhớ đọc trong công thức này là P bằng 10 nhân M. Thì từ đây ta có thể suy ra được là M sẽ bằng P nhân 9 nhân 10. Điều này có nghĩa rằng nếu biết khối lượng của vật thì ta tính được trọng lượng bằng công thức là ta lấy khối lượng nhân 10. Ngược lại, khi biết trọng lượng rồi muốn tính khối lượng thì ta lấy trọng lượng mà chỉ cho 10. Như vậy là với phần trọng lực thì ta nắm ra được, thứ nhất là trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Thứ hai là trọng lực nó luôn luôn có phương thẳng đứng và chiều hướng về phía trái đất. Và bất kỳ vật nào trên trái đất này thì cũng đều chịu tác dụng của lực hút trái đất. Và nắm được cái công thức về mối liên hệ giữa trọng lực và khối lượng là P bằng 10 nhân 10. Kiến thức thứ hai nó cần nắm được đó là khối lượng riêng. Vậy thì khối lượng riêng của một chất thì được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó. Một đơn vị thể tích ở đây ta hiểu rằng là 1 mét khối. Ngoài ra thì chúng ta có cách nói khác, đó là khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1 mét khối chất đó. Và công thức tính khối lượng riêng là D lớn thì bằng M chia cho V. Trong đó M là khối lượng, có đơn vị là kg. Nếu bài tập mà có đơn vị là gam, tấn, tạ, yến, chúng ta phải đổi ra đơn vị là kg. Còn D là khối lượng riêng, có đơn vị là kg nhân mét khối. V là thể tích và có đơn vị là mét khối. Và từ công thức này, D bằng M chia V thì ta suy ra được muốn tính khối lượng thì bằng khối lượng riêng nhân thể tích. Và muốn tính thể tích thì sẽ bằng khối lượng chia khối lượng riêng. Kiến thức thứ ba chúng ta cần nhớ cho đó là trọng lượng riêng. Và trọng lượng riêng là gì? Trọng lượng của 1 mét khối của một chất thì được gọi trọng lượng riêng của chất đó. Và nhớ cho trọng lượng của 1 mét khối của một chất thì được gọi là trọng lượng riêng của chất đó. Và đơn vị trọng lượng riêng là Newton trên mét khối. Trọng lượng riêng thì được ký hiệu bằng chữ D nhỏ. Và công thức tính trọng lượng riêng là D nhỏ thì bằng P chia V. Trong đó D nhỏ là trọng lượng riêng, còn P là trọng lượng và V là thể tích. Như vậy là với các bài tập thông thường chúng ta hay sử dụng công thức là D bằng P chia V. Ngoài ra, nếu biết khối lượng riêng thì ta có thể tính được trọng lượng riêng bằng cách là lấy khối lượng riêng mà nhân 10. Hay nói khác là D nhỏ sẽ bằng 10 nhân D lớn. Vậy thì với công thức này, với một số bài tập mà người ta cho khối lượng riêng, người ta có thể suy được trọng lượng riêng. Và trong công thức là D thì bằng P chia V thì ta có thể suy ra được muốn tính thể tích thì bằng trọng lượng mà chia trọng lượng riêng. Hoặc muốn tính trọng lượng thì ta lấy trọng lượng riêng mà nhân thể tích. Như vậy là từ công thức trên này thì ta suy ra được hai công thức phía sau. Công thức thứ nhất là tính thể tích khi biết trọng lượng và trọng lượng riêng. Công thức thứ hai tính trọng lượng khi biết trọng lượng riêng và thể tích. Vậy thì sau khi ôn được
những kiến thức quan trọng đó thì chúng ta cùng tìm hiểu một số bài tập như sau. Và những bài thứ nhất, một chai nước mắm có thể tích là 540 ml và có khối lượng là 600 g. Tính khối lượng riêng của nước mắm. Vậy thì nhìn vào bài tập thì chúng ta thấy rằng là thể tích là 540 ml. Vậy thì chúng ta phải đổi ra đơn vị là mét khối. Thứ hai là khối lượng có đơn vị là gram thì chúng ta phải đổi ra đơn vị là kg. Vậy thì với bài tập này chúng ta làm như sau. Bây giờ ta đổi thể tích là 540 ml thì bằng 0,00054 m3. Đó là khối lượng bằng 600 g thì bằng 0,6 kg. Sau đó thì chúng ta lại giải khối lượng riêng thì bằng m chia v sẽ bằng 0,6 chia cho 0,00054 thì các em lại tính ra được khối lượng riêng là bằng 1.111 kg/m3. Như vậy là với bài tập này thì các em nhớ cho là khi đơn vị thể tích là ml thì chúng ta phải đổi ra là mét khối. Thứ hai, đơn vị khối lượng là gam chúng ta phải đổi ra kg. Sau đó ta chỉ việc áp dụng công thức là khối lượng riêng bằng khối lượng chia thể tích là chúng ta tính ra. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ hai. Một chai dầu ăn có thể tích là 1 lít và khối lượng là 860 g. Tính trọng lượng riêng của dầu ăn. Vậy đây ta thấy rằng là thể tích cũng là đơn vị lít thì chúng ta phải đổi ra mét khối. Thứ hai là khối lượng cũng là gam thì chúng ta phải đổi ra kg. Vậy thì với bài tập này chúng ta làm như sau. Ta đổi thể tích sang đơn vị là mét khối. Thứ hai là đổi khối lượng sang đơn vị là kg. Sau đó chúng ta tính trọng lượng của vật. Trọng lượng thì bằng 10 lần khối lượng. Ta thay vào khối lượng là 0,86 kg nhân người bằng 86 newton, xin lỗi, đây là 86 newton. Sau khi tính được trọng lượng rồi, ta tính trọng lượng riêng bằng công thức là g bằng p chia v bằng 8,6 chia cho 0,001 bằng 8,600 newton/m3. Vậy thì ngoài ra thì cái bài này chúng ta còn có một cách giải khác, đó là chúng ta tính như sau. Chúng ta sẽ tính được khối lượng riêng của dầu ăn bằng công thức là g lớn bằng m chia v. Ở đây m là khối lượng, chúng ta đã đổi bằng 0,86. Còn v là thể tích, mà thể tích đây chúng ta đã tính ra được là bằng 0, chúng ta đổi ra được là 0,001. Nhưng các em lại tính ra được khối lượng riêng sẽ bằng 860 đơn vị là kg trên mét khối. Sau khi tính ra khối lượng riêng rồi, chúng ta có thể tính ra được trọng lượng riêng là g nhỏ. G nhỏ sẽ bằng 10 lần g lớn. Và bằng 10 nhân với lại 860. Và chúng ta lại tính ra được nó sẽ bằng 8.600 newton/m3. Như vậy chúng ta thấy rằng là với bài tập này thì các em sẽ có hai cách giải. Cách giải thứ nhất là tính trọng lượng. Sau khi tính trọng lượng rồi, chúng ta tính trọng lượng riêng bằng công thức g bằng p chia cho v. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ tính ra được là khối lượng riêng. Sau khi tính khối lượng riêng, chúng ta tính trọng lượng riêng bằng cách lấy khối lượng riêng mà nhân 10.
ta cùng tìm hiểu bài tập thứ ba. Biết 10 decimet khối cát có khối lượng là 15 kg, thể tích A là tính thể tích của 1 tấn cát, B là tính trọng lượng của 1 đống cát 3 mét khối. Vậy ta nhìn vào bài tập này ta thấy rằng là 10 decimet khối ta phải đổi ra đơn vị là mét khối này. Thứ hai là 1 tấn chúng ta phải đổi ra đơn vị là kg này. Vậy với bài tập này thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên ta tính khối lượng riêng của cát. Khối lượng riêng thì sẽ bằng 10 chia V. Vì chúng ta biết rằng là 15 kg, thể tích là 10 decimet khối, thì có khối lượng 15 kg, thì ta tính là khối lượng riêng của cát sẽ bằng 10 chia V, bằng 15 mà chia 0,01. Chúng ta đổi 10 decimet khối ra bằng 0,01 mét khối và tính được bằng 1.500 kg trên mét khối. Sau đó thì chúng ta tính thể tích của 1 tấn cát. Thể tích của 1 tấn cát là V sẽ bằng M chia G. M ở đây là 1 tấn, 1 tấn chúng ta đổi ra bằng 1.000 kg, mà chỉ cho G là 1.500 chúng ta tính ở đây. Và sau khi thay số vào thì chúng ta tính được là thể tích của 1 tấn cát sẽ là 0,667 mét khối. Phía B, tính trọng lượng của một đống cát có thể tích là 3 mét khối. Vậy ta làm thế nào? Vậy thì với bài này ta làm như sau. Vậy ta phải tính được khối lượng của 3 mét khối cát. Vậy khối lượng của 3 mét khối cát chúng ta sử dụng công thức là M bằng G nhân V. Ta thay vào bằng 3 nhân 1.500 bằng 4.500 kg. Và sau đó muốn tính trọng lượng, ta lấy khối lượng nhân 10 thì chúng ta sẽ tính được bằng 45.000 N. Như vậy với bài tập này thì các em nhớ cho là muốn tính thể tích 1 tấn cát thì chúng ta phải tính được khối lượng riêng của cát. Mà muốn tính khối lượng riêng của cát thì ta dựa vào số liệu của bài cho. Và sau khi tính khối lượng riêng của cát thì chúng ta có thể tính được khối lượng của 3 mét khối cát bằng từng này. Và sau khi tính được khối lượng của 3 mét khối cát ta tính được trọng lượng bằng cách lấy khối lượng nhân 10. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ tư. Một hộp sữa ông Thọ có khối lượng là 397 gram và có thể tích là 320 cm khối. Tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị là kg mét khối. Vậy chúng ta thấy rằng là với bài tập này thì khối lượng đơn vị là gram thì chúng ta cũng phải đổi ra kg này. Thể tích là cm khối thì chúng ta cũng phải đổi ra là mét khối. Vậy từ đó với bài này ta làm như sau. Chúng ta đổi M bằng 397g bằng 0,397kg và thể tích là 320 cm khối thì bằng 0,0032 mét khối. Và sau đó chúng ta sẽ tính khối lượng riêng của hộp sữa là G lớn thì bằng M chia V. Thay số vào chúng ta tính được là khối lượng riêng của sữa bằng 1.240,6 kg trên mét khối. Như vậy là rất đơn giản. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ năm. Dựa vào bảng khối lượng riêng của một số chất trong sách giáo khoa, hãy xác định khối lượng của 10 bao gạo. Biết mỗi bao gạo thì có thể tích là 0,2 mét khối. Vậy thì với bài này chúng ta phải dùng sách giáo khoa, chúng ta tra bảng xem là gạo nó sẽ có khối lượng riêng là bao nhiêu. Thì sau khi biết được khối lượng riêng của gạo, chúng ta sẽ tính được khối lượng của mỗi bao gạo này. Sau khi tính khối lượng mỗi bao gạo thì chúng ta sẽ tính khối lượng của 10 bao gạo. Vậy thì trên cơ sở hướng dẫn này chúng ta làm bài tập như sau. Như vậy tra bảng thì chúng ta sẽ tính được khối lượng riêng của gạo bằng 1.200 kg trên mét khối. Như vậy là biết khối lượng riêng rồi, ta tính khối lượng của một bao gạo như sau. Là khối lượng thì bằng khối lượng riêng nhân thể tích.
thay vào bằng 1.200 nhân 0,2 bằng 240 kg. Và bây giờ muốn tính khối lượng của 10 bao gạo thì ta chỉ việc lấy 10 mà nhân với khối lượng của một bao là lấy 240 nhân 10 bằng 2.400 kg.